Rồi, kính chào các anh chị cô chú. Hôm nay mình đang có ở đây là thớt 40. Cái này đẹp quá nên là quay đưa lên cho các anh chị xem. Không có một tí nứt nào. Không nứt chỗ nào luôn. Cái thớt này đẹp quá mà cái thớt này dày 6. Dày hơn tiêu chuẩn của một cái thớt bình thường là 1 phân, bình thường là chỉ dày có 5 phân thôi. Cái thớt này dày 6 và cái lỗi lầm của nó rất ít, các cái vân của nó rất đẹp. Thì hiện tại thì mình chỉ còn 2 cái. Có cái này, cái bên dưới. Đây là thớt 40. Cái bên dưới này thì nó hơi xấu hơn cái thớt bên trên này một tí. Là nó mỏng hơn, cái thớt bên dưới này chỉ có 5 phân thôi. Nó chỉ bị một cái chỗ này rất bình thường, không sao cả. Và cái giá của thớt 40 này là 450.000. Đẹp, tuyệt vời luôn. Hiện tại mình vẫn còn đang còn 2 cái thớt này, chưa có ai đặt cả, vừa mới về hôm sáng. Đẹp, dã man. Thớt này dùng thoải mái. Thớt 40 chỉ có 450 một cái, chưa bao gồm phí ship. Phí ship đâu đó khoảng tầm 70.000, nếu mà ship xa ở gần thì khoảng 50-60.000. Rồi anh chị cô chú nếu mà có nhu cầu lấy thớt nghiến không tâm, có tâm loại tốt thì quay tròn nha, thì có thể liên hệ số điện thoại 0947010585 hoặc là nhắn tin Zalo, cũng nha, Zalo cũng số đó luôn, 0947010585. Ok, xin kính chào anh chị, cô chú.